Đây là những con chim mòng biển lưng đen lớn. Chúng lớn rất nhanh và rất thích khám phá. Nhưng ở những chỗ trống, chúng dễ trở thành con mồi cho những con quạ xảo quyệt. Vì thế, chim bố hoặc chim mẹ luôn phải ở bên cạnh để đảm bảo chúng không gặp rắc rối. Những con chim mòng biển lưng đen có nhu cầu ăn rất nhiều. Vì thế, chim bố cũng phải cùng chim mẹ tìm kiếm thức ăn ngoài biển khơi để nuôi gia đình. Chúng là những con mòng biển lớn nhất trên thế giới, với sải cánh rộng hơn 1,5 mét. Bất cứ sinh vật nào nhỏ hơn chúng đều nằm trong thực đơn của chúng. Hải âu cổ rụt cũng vậy, có thể trở thành mồi của chúng. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ bắt. Tốt hơn hết là đi tìm một lựa chọn khác dễ dàng hơn. Bản chất tự nhiên phụ thuộc vào móng vuốt hay mỏ. Điều gì xảy ra tiếp theo có thể rất tàn bạo, nhưng đó lại là một phần trong cuộc sống hoang dã của Skohom. Nuốt gọn con mồi. Trở về tổ và gọi con của nó. Tiếp đó là mớm cho chim non ăn. Những con chim non cần rất nhiều thức ăn. Một lượng bằng 1/5 trọng lượng cơ thể chúng mỗi ngày. Những con mòng biển lưng đen chỉ đẻ một lứa mỗi năm, vì thế chúng phải nỗ lực để có thể duy trì số lượng. Chẳng mấy chốc, những con chim non này có thể bay được. Tuy nhiên, chúng tiếp tục phụ thuộc vào chim bố mẹ kiếm mồi trong vài tháng nữa. Thật may là hòn đảo này giống như tủ đựng thức ăn, có thể cung cấp cho nhu cầu rất lớn của chúng.